Thưa quý vị, dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận dài hơn 51 km đi qua 5 huyện của tỉnh Tiền Giang là dự án trọng điểm kết nối vùng Tây Nam Bộ với thành phố Hồ Chí Minh và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, đồng thời giảm tải cho quốc lộ 1A. Sau khi được thông tuyến hôm 4 tháng 1, hiện nhiều hạng mục như kết cấu mặt đường, hệ thống an toàn giao thông hay chiếu sáng trên cao tốc đang gấp rút được chủ đầu tư thực hiện. Hiện dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đã thi công đạt hơn 75% khối lượng, dự kiến cuối năm 2021 khánh thành tuyến cao tốc này. Đầu năm nay, tuyến chính đã thông để phục vụ tạm thời nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán năm 2021, qua đó giúp giải tỏa ùn tắc trên quốc lộ 1. Theo phân luồng, 5 ngày trước Tết, từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 2, các ô tô sẽ được phép chạy theo hướng từ Trung Lương đến Mỹ Thuận. Và 5 ngày sau Tết, mùng 4 đến mùng 8 Tết, các xe sẽ được chạy hướng ngược lại. Tại nút giao Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, Tiền Giang, đây là đoạn đầu tiên của tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận kết nối với cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Các hạng mục cơ bản đã hoàn thành. Tại nút giao này, đoạn chính và các nhánh dẫn đã được lưu lèn, rải đá xanh, thảm nhựa đường. Các cầu vượt đang được xây dựng, tạo lối đi lại cho người dân trong khu vực cao tốc đi qua. Tại cao tốc qua huyện Châu Thành, một số đoạn mấp mô uốn lượn. Với mặt đường như hiện tại, tuyến cao tốc cho xe khách dưới 16 chỗ và xe tải dưới 2,5 tấn với tốc độ không quá 40 km/h trong dịp Tết Nguyên đán. Đoạn cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đi qua huyện Cái Bè, giao cắt quốc lộ 30 với cầu vượt đang thi công. Đây là huyện cuối cùng cao tốc đi qua trước khi kết thúc tại cầu Mỹ Thuận, Vĩnh Long. Điểm cuối cùng của cao tốc đang dần được hình thành. Các đoạn còn lại tại đây sẽ được lưu đèn, rải đá xanh trước Tết Nguyên đán để kịp cho xe chạy tạm. Sau Tết, tuyến đường sẽ cấm xe, các hạng mục dỡ tải, hoàn thiện móng đường, mặt bê tông nhựa, điện chiếu sáng, trạm thu phí sẽ tiếp tục được triển khai, đảm bảo đưa vào vận hành khai thác trong năm 2021. Được biết, dự án cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận có tổng vốn đầu tư là 14.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2013. Tuy nhiên, do nhà đầu tư thiếu năng lực nên công trình bị đình trệ. Sau nhiều lần thay đổi chủ đầu tư và thay đổi cơ cấu quản lý dự án từ Bộ Giao thông Vận tải về Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, vốn dự án được điều chỉnh là hơn 12.000 tỷ đồng.